Thưa quý vị, biến đổi khí hậu, ô nhiễm đất đai và nguồn nước, rác thải bủa vây khắp nơi chính là những vấn đề của toàn cầu, cần sự chung tay của cả cộng đồng để giải quyết. Đây cũng chính là chủ đề của một chương trình talk show do chính các em học sinh tại Hà Nội là diễn giả, cùng nhau đóng góp những giải quyết các vấn đề cộng đồng và phát triển bền vững. Chăm sóc trái đất của chúng ta, thông qua các bài thuyết trình, các em học sinh đã thể hiện sự quan tâm tới vấn đề môi trường và xã hội bằng những hành động cụ thể. Cụ thể như giảm rác thải nhựa dùng một lần, dùng ống hút bằng thủy tinh thay cho ống hút nhựa, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, hay cùng hình thành một cộng đồng sử dụng đồ tái chế, làm túi thân thiện với môi trường và bày bán trong sự kiện nhằm gây quỹ từ thiện. Bài thuyết trình của con là nói về vấn đề của môi trường như là nước thải, chặt cây, đốn cây và những giải pháp có thể kiểu khắc phục nó. Trái đất có thể hồi sinh lại chỉ khi mà chúng ta trồng nhiều cây xanh và bảo vệ cây xanh. Thông qua cái cuộc thi này thì con thấy tự tin hơn khi mà nói chuyện và thuyết trình trước đám đông ạ. HTS Talk chỉ là một trong nhiều hoạt động nhà trường mong muốn các con học sinh có cơ hội thể hiện quan điểm, chăm lo cho môi trường và cộng đồng. Đồng thời cũng là một bước đi tích cực để xây dựng một thế hệ trẻ tương lai có trí tuệ và tinh thần cống hiến cho xã hội. Nhờ vào hoạt động ngoại khóa đi kèm học tập, từ độ tuổi rất nhỏ, kèm học sinh tại trường Hà Nội Toronto đã dần hình thành những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian. Điều này giúp các em bồi đắp sự tự tin và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Kèm đã chứng minh rằng, dù còn nhỏ, nhưng các em rất quan tâm tới những vấn đề toàn cầu và mong muốn góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.